Vâng, mà chào mừng anh em đã quay trở lại với trận thi đấu giữa Navi và Shark và map thi đấu thứ hai. Thi đấu đợt 2 sẽ được bắt đầu ngay bây giờ thôi. Rapisco đã được bắt đầu rồi. Bên phía của Navi sẽ xuất phát từ City Side trước và đang muốn tấn đẩy những vị trí của Edward. Tuy nhiên Nak đã gộp được Edward thành công rồi. Vâng, bên phía của team Navi, map thi đấu đầu tiên, map thi đấu núc thì họ đã chiến thắng với tỷ số là 16-9. Map này là map pick của các thành viên Navi, và liệu họ có thể chiến thắng hay không đây. Vâng, ngày hôm qua thì Navi đã để thua Mousesport rất là bạc nhược với tỷ số 2-0. Bây giờ thì chỉ phải đối đầu với Shark thôi. Liệu họ có thể chiến thắng đây không? Vừa rồi Simple là một tình huống bắn rất tốt. Simple dạng này có vẻ như muốn chuyển qua bắn khẩu P2000 và ba cái đầu đến từ vị trí của Simple rồi. Bắn rất thay nên bị cái Simple và tiếp tục thì Flamey hạ cũng thêm một mạng nữa. Và chỉ còn một mình thanh niên Nak là người sống sót cuối cùng thôi. Vâng, liệu Nak sẽ nắc được vào mồm mấy người đây? Vâng, bắn rất từ tốn đến vị trí của Nak và Simple chỉ còn cho mình 8 máu. Vòng round thi đấu này thì Simple đã làm cho mình được đến 3 mạng rồi. 1v4. Bây giờ thì Nak quyết định làm gì đây? Tham không còn là nhiều. Nak vẫn đang bắn đi ở bên phía T-Bay. Vị trí của Flimmy đã đẩy được lên trên khu vực Tunnel B rồi. Bây giờ thì Nak, Nak nhìn thấy Flimmy bắt buộc phải đấu súng mà thôi. Nên đấu súng tầm tài hơn rất nhiều, và đúng vậy, Flimmy kết thúc được Nak để đem về Rapisto dành cho các thành viên bên phía Navi. Một không rồi. Vâng, chúng ta cùng xem lại tình huống bắn của Simple rất hay. Toàn những tình huống one tap thôi. Ui rồi, bắn thế này thì 4 viên 3 mồm. Và Shark sẽ có cho mình một round eco tiếp theo. Và ngày hôm nay thì có vẻ như là Navi sẽ không pick train nữa. Nên là có phải là bị ban hay không. Và thực ra mà nói thì Navi bắn train có một cái điểm yếu ở CT. Chính xác là map nào Navi bắn CT cũng yếu. Đó chính là vì một đôi của Edward và Edward khá là yếu skill. Còn tuy nhiên các bạn thấy ba thành viên còn lại, Elix, Electronic vừa rồi cũng uống sấy rất tốt của M4. Rớt kết thúc Nak để đem về một round in anti-eco, giữ được cả 5 mạng dành cho bên phía team Navi mà thôi. Một round hốt eco rất dễ dàng. Dạo gần đây thì Flamey cũng đang bắn khá thọt dành cho các thành viên bên phía team Navi nữa. Thực sự thì hôm qua trận thi đấu giữa Mousesport và Navi, lý do Navi thua đó chính là họ bắn khá là rời rạc với nhau. Có vẻ như là bị đuối hay là cái gì đó. Navi thì vẫn có truyền thống là phải xuống nhánh thua trước rồi thì mới vô địch được. Vâng, không thua Order thì phải thua Mousesport ngày hôm qua. Còn không lan man nữa, bây giờ quay trở lại với round thi đấu này thôi. Chắc sẽ có cho mình lên cho mình một round 5 khẩu AK-47. Trong khi đó thì Navi vẫn quyết định giữ cho mình 3 khẩu SMG ở đây. Vâng, đang để cho một mình vị trí của Flamey sẽ là người solo bomb side B. Edward và Simple đang bắn kẹp ở khu vực middle ở đây. Còn Simple boost lên trên thùng khu vực city bay rồi. Và kiểu này thì họ đã có được khu vực A-long. Rớt ra là người kề ở khu vực A-long dành cho bên phía team Navi. Tiếng run boost vào trong A shot đến từ các thành viên bên phía team Shark. Điều nào trong round thi đấu này là bắn khá sâu ở trong side đến từ vị trí của Electronic, cùng với đó là thanh niên Edward. Vâng, không để cho hai ông già canh một bom nữa rồi. Bên phía của team Shark có vẻ như họ đang muốn chiếm ngại ngược lại khu vực A long trong round thi đấu này. Thôi xong rồi, liệu Zerg sẽ làm cho mình được mấy mạng đây? Một mình Zerg đang là người giữ khu vực A long. Vâng, đang di chuyển đến 3 long và 2 shot dành cho các thành viên bên phía team Shark. Bây giờ bắt đầu tràn rồi, liệu có check vị trí của Zerg hay không đây? Một mạng cho Zerg, tiên ngay lập tức exit đổi mạng của Zerg thành công. Vâng, các thành viên bên phía team Shark cũng không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ bắt đầu phải tràn vào thôi. Edward đang lần xong và smoke rất hay, tuy nhiên thì xấy lôi skill đến từ vị trí của Edward. Nhưng mà vẫn còn đó là Electronic ở đây. Vâng, Electronic bắn yếu được thêm một người nữa rồi, double kill dành cho Electronic. Nhưng mà có vẻ như sẽ không đủ time để đặt bom. Vâng, nhặt bom rồi, bây giờ thì không đủ time. Các thành viên bên phía của team Navi sẽ kết thúc Shark mà thôi. Tỷ số sẽ là 3-0 dành cho bên phía team Navi. Vâng, bên phía của Shima bọn mình sẽ đổi lại. Đó chính là trận thi đấu giữa Navi và Shark.
Trong khi đó đi stream B là God và NRG. Vâng, 3-0 rồi. Và thi đấu này rớt. Vâng, có vẻ như rớt ngày hôm nay sẽ quyết định lên cho mình khẩu AUG. Vâng, hợp lý thôi. Tay không to thì phải có súng tay to. Và đây rồi, Edward đang là người solo B. Tuyên lần này chắc chỉ là một round lên lục mà thôi. Không có giáp đến từ cả 4 thành viên. Chỉ một mình exit với khẩu P250 và giáp 1. Bây giờ thì Edward có vẻ như vẫn chơi nhìn đối phương. Flamey đã bách về hỗ trợ cho những bộ đôi bom sai bên chết hết. Trời ạ, à, Flamey chỉ đổi được một mạng của thanh niên leo mà thôi. Cái gì thế này? Vâng, đối phương chỉ có cho mình những khẩu lục. Tiền bom sai B đã bị đục thủng rồi. Vị trí của Simple đã bách về ở đây. Vâng, Simple đã có cho mình một mạng. JNT đang đứng dưới cửa sổ cũng đã khá là yếu máu rồi. Tiền nhặt được một AK đến từ vị trí của JNT. 3v3 và các thành viên bên phía team Navi vẫn làm được. Simple có vẻ như không có nết. Bên phía của các thành viên Navi bắt đầu tanh vào rồi. Tham vẫn còn là khá nhiều. Bây giờ thì Zerg sẽ đẩy vào và Zerg chỉ đổi được một mạng trước khi nằm xuống với Exit mà thôi. Simple bây giờ cũng bị JNT. Và bây giờ thì một mình Electronic. Double kill dành cho Electronic. Vâng, một round anti half bài rất khó đến từ các thành viên Navi. Mất cho mình đến tận 4 súng. Bộ đôi bom sai B, hai ống súng to chỉ đổi cho mình được một mạng. Vâng, tuy nhiên thì Navi họ vẫn có cho mình round thắng. Đó mới là điều quan trọng. Hoàng tử Edward hiện tại vẫn chưa có được mạng nào cả. 0-2-3. Mới chỉ ở round thứ 5 thôi. Chưa có gì phải sợ cả. Flamey đã lên cho mình một khẩu ốp thứ hai rồi. Trong khi đó các thành viên bên phía Team Shark, JNT sẽ là người bắn ốp. 4 khẩu AK và một ốp. Bên phía Team Shark sẽ làm gì đây? Navi có vẻ như họ đang muốn chiếm khu vực mid A-long. Vâng, di chuyển 3A. Một mid và một B. Và thanh niên solo B lại là vị trí của Edward. Và lần này thì Edward cũng phải lên cho mình một khẩu AUG rồi. Vâng, hai ông giờ bắn, hai ông già bắn AUG thì sẽ là rất hợp lý thôi. Cải thiện được skill là rất nhiều. Vâng, khẩu AUG thì nó bắn không khó như khẩu SG553. Sấy cũng rất tốt. Thậm chí có khi là sấy còn hơn cả M4 nữa. Và bây giờ thì Flamey sẽ có một tuyển đấu ốp ở khu vực middle. Và JNT là người chiến thắng rồi. Vâng, lợi thế hơn người đang nghiêng về các thành viên bên phía Team Shark. Hơi khó dành cho Navi. Đồng tiền thì leo răng kỳ vừa rồi đã bị bắn yếu. Còn mình 7 máu mà thôi. Có vẻ như là một tình huống bị ăn một viên AUG vào đầu ở bom sai B thì phải. Navi đang làm cái gì thế này? Đang di chuyển 3 người ngược lại để giữ bom B. Bỏ hoàn toàn bom sai A đến tới vị trí của các thành viên team Navi. Vâng, liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không đây? Một lần nữa chúng ta lại được thấy những tình huống đánh lô đến từ Captain Zerg rồi. Và tôi xong bây giờ có vẻ như là sẽ tanh vào khu vực bom sai A đến từ bên phía team Shark rồi. Vâng, một bài mà chúng ta đã nhìn thấy team Shark sử dụng lần trước. Đó chính là di chuyển 3 long và 2 A-shot. Thì lần trước thì bên phía của team Shark họ đã phải đối mặt với 3 thành viên bên phía team Navi ở bom A. Và lần này thì không có ai cả. Đây có lẽ sẽ là round thắng dành cho các thành viên bên phía team Shark thôi. Nhưng mà Zerg đang đẩy ngược lại khu vực A-shot ở đây. Và liệu Shark có kê lại hay không? Vâng, Zerg đã đẩy vào rồi. Một mạng cho Edward. Tiếp tục là đấu skill. Trời ơi, Zerg bắn khá là lỗi. Nhưng mà ngay lập tức thì Zerg cũng có cho mình một mạng thôi. Lợi thế hơn người nghiêng với các thành viên bên phía team Shark rồi. Vâng, có vẻ như là Zerg đã có cho mình double kill. 2v4 và bây giờ Exit sấy qua quả smoke. Tiếp tục là hoàng tử Edward. Vâng, có vẻ như bộ đội lão tướng đã lên tiếng rồi. Mỗi người đã có cho mình double kill. Và đây sẽ là round thắng dành cho các thành viên bên phía team Navi. Rút dao ra này và triple kill dành cho vị trí của Zerg. Vâng, một tình huống bắn rất hay đến từ bộ đội lão tướng Zerg và Edward. Vừa rồi thì các thành viên bên phía team Shark họ đã có những tình huống quá chần chừ khi mà đánh vào bom sai A. Vừa rồi thì Navi họ đã chủ động stack 4B rồi. Di chuyển cùng nhau. Sau đó thì Zerg có một tình huống móc shot quá nhanh. Chính xác là vì bên phía team Shark họ đánh quá chậm nữa. Zerg đã có cho mình riêng triple kill. Edward cũng có hai mạng. Rào thiếu này bên phía team Shark vẫn đủ tiền để full buy mà thôi. Muốn trả ra A-long nhanh nhưng Zerg với khẩu AUG đã có cho mình một mạng rồi. Trong round thi đấu này thì Zerg vẫn cầm AUG, trong khi đó Edward sẽ lên cho mình khẩu AK-47. Flamey là người kê lại ốp ở khu vực A-long ở đây. Bây giờ thì Flamey nhìn thấy thanh niên là Pit. Vâng, rất cẩn thận. Rất cẩn thận và từ tốn đến từ vị trí của Flamey.
lợi thế hơn người bên phía team Na'Vi rồi. Và tiếp theo thì một tiếng nhá đến vị trí của thanh niên RCF. Ngay lập tức thì Flamey cũng đổi lại được mạng mà thôi. Tuyền thì trước khi nằm xuống RCF cũng có được mạng của Captain Zerd. Vâng, các thành viên bên phía Team Shark sẽ làm gì đây? Electronic back lại nhưng có vẻ nhìn thấy chỏm đầu của đối phương rồi. Và Exit sẽ phải nằm xuống một mình thanh niên Nắc. Vâng, cơ hội quá khó dành cho Nắc ở trong round thi đấu này. Anh cũng chỉ còn cho mình 20 máu mà thôi. Vâng, đang muốn đục qua cửa đến từ vị trí của thanh niên Nắc. Nhưng mà có một tiếng móc. Vâng, Flamey đang móc được ra đây rồi. Và bây giờ cuối cùng thì Flamey sẽ kết thúc round đấu với triple kill cho riêng mình. Có vẻ như là một khởi đầu khá thuận lợi dành cho bên phía các thành viên team Na'Vi. Và ngày hôm nay thì Na'Vi sẽ phải bắn 2 trận. Một trận lại nữa và 1 giờ sẽ bắn với team thắng trong trận God và NRG để quyết định một tấm vé và tứ kết. Quả lửa lỗi đến từ vị trí của Simple. Quả lửa vừa rồi Simple định ném lên shot để không cho đối phương tràn shot nhanh. Ngay lập tức thanh niên Electronic phải bồi thêm một quả lửa nữa, hơi phí phạm một chút. Tiếp tục là một quả lửa đến từ vị trí của Zerd. Vâng, giữ rất trì ở khu vực A shot luôn, không cho đối phương tràn vào. Các thành viên bên phía team Na'Vi từ đầu đến giờ thì họ vẫn thoải mái chiếm được khu vực A long là rất nhiều. Đang muốn bấn kẹp hai người ở khu vực A shot mà bây giờ thì có vẻ như sẽ back ngược lại rồi. Vâng, Zerd và Flamey sẽ chủ động back ra khu vực A-Long mà thôi. Trong khi đó thì thanh niên Electronic sẽ nhảy xuống CT để hỗ trợ cho khu vực Middle. Và một cái đội hình khá cơ bản bên phía CT dành cho các thành viên Na'Vi. Trong khi đó thì Shark thì hiện tại họ vẫn đang giữ bom ở bên giữ C4 ở khu vực T-Bay. Vâng, JNT đang là người kê lại với khẩu Scout ở đây. Các thành viên bên phía team Shark có vẻ như sẽ bắt đầu đánh vào khu vực bom side B rồi. Nhưng đây là một tình huống đứng giữa hai quả smoke đến từ Edward. Vâng, liệu Edward sẽ có cho mình mấy mạng đây? Time không còn là nhiều. Các thành viên của bên phía team Shark có vẻ như rất ưa thích những tình huống đánh chậm. Nhưng liệu đây có phải quyết định khôn ngoan hay không? Từ nãy đến giờ thì họ đánh chậm luôn, bị bắt bài rồi. Bây giờ boom phát là rất hay. Và Edward sẽ có cho mình double kill. Nhưng tiếp theo là một tình huống xây hơi lỗi một chút. Hai mạng là quá đủ dành cho Edward rồi. Còn Simple sẽ là người vong một tiếng chết chạy từ Simple. Và Nắc kết thúc để Electronic thành công. Bom side B clear rồi. Cái gì thế này? Vâng, Simple chết chạy. Edward có hai mạng. Bom side B hiện tại bom đã được đặt thành công. Flamey và Zerd sẽ phải làm gì đây? Vâng, không có bom đến từ các thành viên Na'Vi. Và nếu như không có bom như thế này thì retake bom B sẽ là rất khó. Có vẻ như Shark sẽ có cho mình round thi đấu đầu tiên rồi. Vâng, hiện tại thì không khí ở Viking 4 đang rất là náo nhiệt anh em ạ. Vâng, mình ngồi ở đây cũng đang nhìn được màn hình. Màn hình to tổ bố ở đây rồi, ui rồi ôi. Vâng, quay trở lại round thi đấu đây thôi. Zerd và Flamey sẽ xếp thành công cho mình một khẩu AUG và một khẩu AK-47. Shark sẽ có cho mình round thắng đầu tiên. Na'Vi, vâng, Simple đang là người bot frag anh em ạ. Simple bot frag. Vừa rồi thì Simple cũng chết chay ở bom side B. Edward làm được hai mạng rồi nhưng mà Simple lại chết chay. Và ngày hôm qua thì sau khi để thua Mouse Sport, Simple đã rất ung hồn lên mạng, lên Twitter up một status: I will destroy them. Vâng, tuy nhiên thì có vẻ như ngày hôm nay Simple ít nhất là map thi đấu thứ hai này vẫn chưa thể hiện được gì nhiều cả. Vâng, và tôi đang nhìn cái gì thế này? 3 khẩu AUG đến từ các thành viên bên phía team Na'Vi luôn. Vâng, 3 khẩu AUG. Đó thì Simple vẫn là người bắn ốp dành cho Na'Vi mà thôi. Flamey có vẻ như chán bắn ốp rồi.
Na'Vi trong giao thi đấu này thì họ vẫn là những cái đội hình rất cơ bản bên phía team Na'Vi mà thôi, khi mà họ liên tiếp chiếm được khu vực A-Long ở đây. Trong khi đó để bên phía team Shark, vâng, Shark có vẻ như là một đội khá ưa thích đánh chậm. Vâng, tuy nhiên thì Zerg có vẻ như biết được điều này. Vâng, Zerg đang móc khu vực A-Long ở đây rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem Zerg có cho mình mấy mạng đây. Một mạng cho Zerg và ngay lập tức là back về thôi, rất hợp lý. Nhưng mà di chuyển cái kiểu gì thế này? Vâng, sao không back về luôn? Một tình huống mà có vẻ như Zerg hơi tham một chút. Vâng, có vẻ như Zerg muốn đứng ở xe ô tô để bắt thêm mạng nữa, nhưng ngay lập tức Zerg đã phải trả giá rồi. Vâng, 4v4 thì cũng không thể gọi là lợi thế dành cho các thành viên bên phía City được. Nhất là map thi đấu Dirt 2 là một map rất rộng. Vâng, đổi mạng như thế này thì luôn luôn là lợi thế dành cho các thành viên bên phía T-Side mà thôi. Time còn là 32 giây và bây giờ thì các thành viên bên phía Team Shark có vẻ như đang di chuyển khá đông người ở khu vực Tunnel. Mà hai thanh niên giữ B đó chính là vị trí của Edward và Flamey đang muốn đẩy ngược ra khu vực middle. Bây giờ thì Edward đã back ngược lại rồi. Vâng, khẩu AUG của Edward. Chúng ta cùng xem Edward sẽ có cho mình mấy mạng đây. Góc kê này là khá ổn. Và bây giờ thì nhìn thấy nòng súng của đối phương, một mạng cho Edward. Tiếp tục thì xây với khẩu AUG và double kill. Vâng, có vẻ như khẩu AUG này cải thiện được khá nhiều skill của những anh già. Và bây giờ Electronic đổi mạng của RCF thành công. Bây giờ là liệu có lát bom kịp hay không đây. Tiền thì Flamey đã đẩy đến đây rồi. Một tiếng huống sấy hơi mù mắt đến vị trí của Flamey. Nhưng tỷ số vẫn là 7-1 dành cho các thành viên Na'Vi mà thôi. Vâng, các bạn thì thấy Edward ngày hôm qua, nếu mình nhớ không nhầm thì Na'Vi cũng không sử dụng nhiều khẩu AUG với SG553. Nhưng mà thôi, sau ngày hôm nay, sau cái trận thua ngày hôm qua thì có vẻ đã ngộ ra được điều gì đó rồi anh em ạ. Còn dùng những khẩu súng này để cải thiện skin là quá tốt thôi, không có gì đáng trách cả. Lần này thì bên phía Team Shark họ sẽ có lần đầu tiên chiếm khu vực A-Long từ giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên Edward một lần nữa là có một tình huống đẩy rồi. Bắn trượt đến vị trí của Edward và bây giờ có vẻ như Edward, vâng, rất may mắn khi mà thanh niên Exit một tình huống bắn hơi lỗi skill một chút và ngay lập tức Edward đổi được mạng của Exit mà thôi. Vâng, vị trí của các thành viên bên phía Team Na'Vi đang quây quần khá đông khu vực bom sai A. Một mình Flamey đang là người solo B. Và có vị trí của Edward đang back về để hỗ trợ ở khu vực middle rồi. Các thành viên Team Shark có vẻ như ra thi đấu này họ sẽ đánh khu vực bom sai A thôi. Còn 3 thành viên đang giữ khu vực A-Long. Vừa rồi thì Zerg đã có cho mình một mạng rồi, nhưng một quả lửa trả vào. Vâng, Zerg sẽ phải đổi vị trí mà thôi. Vâng, không có smoke để dập lửa đến từ vị trí của Zerg. Và ngay lập tức Leo Drunky đã đổi mạng thành công. Simple sẽ làm gì đây? Vâng, khẩu ốp của Simple tanh lên rất khó. Bây giờ double kill cho Simple rồi, tiếp tục thì không có triple kill. Leo có cho mình double kill, không chính xác là 3 mạng rồi. Tiếp tục thì Leo đẩy ra, nhưng Flamey sẽ là người chiến thắng trong tình huống này. Một round mà cứ tưởng Na'Vi sẽ giữ được nhiều súng hơn. Tuy nhiên là Leo đã có một tình huống bắn khá tốt. 8-1 dành cho các thành viên bên phía team Na'Vi rồi. Không khí trên Viking hôm nay đang rất xôm anh em ạ. 8-1, mong là Na'Vi 16-1 luôn để cho mình ra xem bóng đá. Vâng, và vừa rồi thì Simple đã có tình mạng của Nap. Tiếp tục thì rớt rồi cho mình một khẩu XM1014. Vâng, và Edward có một tình huống hốt Echo rất hay. 3 mạng dành cho Edward ở trong round thi đấu vừa rồi. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy sau những cái tình huống cải thiện frag vừa rồi thì bây giờ Simple mới là người ít mạng nhất. 4 thanh niên còn lại rất đều, mỗi người có chừng 10 frag, trong khi đó là Simple 703. Vâng, Zerg vẫn quyết định giữ cho mình cái khẩu XM1014 này. Trong khi đó thì hai ốp được lên đến từ vị trí của Simple và Flamey rồi. Vâng, tiếp tục là một tình huống đẩy lâu tan đến vị trí của Zerg nữa. Round thi đấu này sắp chỉ để cho một mình Leo Drunky là người kê trên khu vực Tunnel B mà thôi. Bây giờ thì có vẻ như là Zerg sẽ đối đầu với Leo ở đây. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Khẩu XM1014 bắn là hơi mù mắt đến vị trí của Zerg. Một mạng dành cho Leo rồi. Những tình huống đẩy không thành công. Bây giờ Electronic, vâng, khá may mắn là Electronic đã back về kịp thời, trả ra một quả lửa ra khu vực A-Shot để không cho các thành viên bên phía team Shark tràn lên.
Thắng lợi thế hơn người đang nghiêng về bên phía Team Shark. Và liệu họ có cho mình có thể có cho mình round chiến thắng thứ hai hay không đây, bằng một tiếng run boost hơi nhà quê. Chắc có vẻ như họ sử dụng những cái bài này lặp đi lặp lại thì phải, không có nhiều bài vở cho lắm ở map thi đấu đất 2. Bắt đầu tràn vào khu vực bom sai A đến từ các thành viên bên phía Team Shark rồi. Không chính xác là một tình huống nhảy xuống City. Bây giờ Electronic sẽ có mấy mạng đây. Một mạng theo Flamery. Tiếp tục leo chỉ đổi được một mạng mà thôi trước khi mà Electro có mình double kill. Edward hạ gục JNT thành công. Một mình Titan Nux sẽ là người sống sót cuối cùng. Và các bạn thấy bắn lôi skill đến từ vị trí của Nux. 3-11 dành cho các thành viên bên phía Team Na'Vi rồi. Và Electronic đã có cho mình 3 mạng ở round thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì Shark sẽ có cho mình một quyền tactical timeout mà thôi. Vâng, các thành viên của bên phía Team Shark đúng là quá đuối skill rồi. Giải thi đấu này thì không hiểu tại sao lại có nhiều team Brazil đến thế. MIBR là 1, INZ là 2. Vâng, thì team MIBR với INZ thì là tham gia vào cái vòng ESL Pro League của bên phía NA. Còn trong cái đó thì ở Nam Mỹ, South America có một slot. Đó chính là slot của Shark. Không hiểu ngày hôm sau, ngày hôm qua làm sao mà Not có thể để thua trước Team Shark được. Rất bất ngờ anh em ạ. Một bên phía Team Shark sẽ tiếp tục có một round eco mà thôi. Up cho mình 4 khẩu Deagle. Liệu những khẩu Deagle này có thể làm gì được không đây? Vâng, thường cứ thua full bài thì fork bài khi lại thắng. Rồi thì đấu này thì Simple tiếp tục đẩy khu vực low tunnel. Có vẻ như phát hiện vị trí con lèo ở đây và sẽ back về thôi. Còn Simple chỉ có cho mình một khẩu AWP. Vâng, các bạn có thể thấy Na'Vi bắn ở bên phía City Dirt 2 có khá nhiều map control, khiến cho các thành viên bên phía Na'Vi bắn rất dễ dàng. Tuyên vừa rồi Zerg đã phải nằm xuống khu vực A-Long trước khi mà đổi được một mạng. Tiếp tục thì Flamey đẩy ra với khẩu P250. Vâng, các thành viên bên phía team Na'Vi đang bắn rất cục. Vâng, Flamey với cả Simple, hai thanh niên cầm ốp thì đã rút P250 đẩy lên bắn nhau ạ. Vâng, mất một đống súng rồi. Vâng, có vẻ như là Na'Vi đang có tình huống coi tiền như rác. Vâng, hai ông tướng Simple với cả Flamey rút P250 ra đẩy ra mid bắn nhau ạ. Tình huống phải gọi là thể hiện nhà giàu đến từ các thành viên Na'Vi. Bây giờ liệu họ có phải trả giá hay không đây? Nhưng mà Edward đã phải nằm xuống rồi. Nhưng mà quá là khó dành cho JNT khi mà anh chỉ còn cho mình 6 máu mà thôi. Vâng, quả bom rơi như thế này thì Electronic sẽ làm được gì đây? Vâng, chính xác hơn là JNT. Quả bom rơi quá xấu. Tham không còn là nhiều. Bây giờ thì Electronic có vẻ như là một tình huống mà nghĩ là đối phương sẽ móc ở sau lưng, nhưng bây giờ là xong rồi. JNT sẽ phải nằm xuống với Electronic và tỷ số sẽ là 11-1 dành cho Na'Vi. Vâng, không biết là anh em có thể nghe thấy những tiếng hú hét ở trên Viking hay không đây. Mình ngồi đây thì nghe được rất rõ. Vâng, hiện tại thì Viking đang rất đông anh em ạ. Mười một một rồi. Round thi đấu này thì Na'Vi sẽ vẫn lên cho mình 3 khẩu AUG và một round tràn bê láo đến các thành viên Shark chăng. Nhưng không được rồi, Flamey đã có cho mình một mạng. Tiếp theo thì Flamey bắn trượt, rút luôn Deagle bắn nhau. Vâng, những tiếng bắn rất cục đến các thành viên Na'Vi. Double kill không? Một tiếng bắn Deagle rất tốt đến với Flamey. Hai cái bật với khẩu Deagle rồi, và tiếp theo thì vẫn không Deagle bắn nhau và Nux sẽ có cho mình double kill trước khi mà phải nằm xuống bầy rớt. Và tỷ số sẽ là 12-1 mà thôi. Vâng, đến cái tầm này thì Na'Vi cứ bắn thoải mái thôi, không còn gì phải sợ nữa cả. Ngán gì mấy thằng Shark nữa. Vâng, các bạn có thể thấy Na'Vi đang khá là gọi là bắn theo một phong cách gọi là không tôn trọng đối thủ. Cầm ốp thì cứ rút lục ra bắn nhau thôi. Nhưng không sao cả, tay to mà anh em. Vâng, Na'Vi chắc có vẻ như là sẽ có một cái trận thi đấu dễ dàng thôi.
Vâng, hiện tại thì cũng phải nói thật là mình đang hơi bị phân tâm một chút với những tình huống hò hét ở bên ngoài Viking hiện tại. À. 12-1 rồi. Còn 2 round đấu nữa là kết thúc lượt first half. Cơ hội nào dành cho các thành viên bên phía Team Shark đây? Vâng, Flamey vừa rồi lại còn có một tình huống bắn ốp xuyên đồi ở trên khu vực middle nữa. Thế này thì xong rồi. Nhưng mà một tình huống bắn trượt khá đáng tiếc đấy, vì Flamey tiếp tục là triple kill. Vâng, đẩy ra bắn skill là rất tự tin. Bây giờ thì liệu có A cho Flamey hay không đây? Vâng, đang muốn săn A rồi. Qua là kill cho Flamey. Bây giờ thì rớt không để nó A. Trời ơi, 13-1 dành cho các thành viên bên phía Na'Vi rồi. Dễ quá, quá dễ anh em ạ. Còn chờ đợi gì nữa mà không gáy lên. Có cái tình huống bắn ốp rất dễ đến từ vị trí của Flamey. Vâng, tuy nhiên thì Shark đến được đây cũng đã là quá tốt rồi. Họ đã đánh bại được cả Not. Có thể tiến tới vòng trận bán kết của nhánh dưới bảng B. Một thành tích cũng gọi là quá đáng nể cho các thành viên bên phía Team Shark rồi. Vâng, ở map 2 này thì hình như Simple vẫn còn chưa được chơi game anh em ạ. Vâng, tiếp tục lại là vị trí của Flamey, đẩy ra khu vực lâu tăn, có trên một mạng. Double kill không chính xác, mới chỉ là bắn yếu được exit thôi. Vâng, đuổi cùng bắt tận luôn. Vâng, rút đi gồ ra đẩy rất cục. Simple vừa rồi đã hạ được RCS. Tiếp tục thì Flamey đẩy ra và có trên mạng của exit. Vâng, bây giờ thì Flamey đang đấu súng ở đây. Tuy nhiên thì Flamey phải nằm xuống bài leo. Các thành viên bên phía team Na'Vi đang quay lại vị trí của leo đây. Và cuối cùng tỷ số sẽ là 14-1. Vâng, thật sự là bắn rất cục anh em ạ. Mười bốn một rồi. Ở một lượt second half này thì Shark liệu có thể làm được gì nữa hay không đây? Anh em nào có thể... À đây, mình nhìn thấy rồi. Việt Nam với cả Philippines vẫn không đều. Vâng, sau trận thi đấu này là trận thi đấu giữa Astralis và Liquid nha anh em. Sẽ được cắt bởi Cutter Bombman. Vâng, có vẻ như là khổ anh Bom rồi. Vâng, khổ anh Bom rồi. Kiểu này là Bombman lại không được xem bóng đá anh em ạ. Vâng, Bomman ngày hôm nay đã phải hỏi trước là anh em nào không xem bóng đá để xếp cho trận 6 giờ. Ui rồi, một quả smoke lỗi đến vị trí của Electronic. Xong rồi còn đứng nhìn lại quả smoke nữa. Exit vừa rồi đã hạ cục được Edward. Tiếp tục thì các thành viên bên phía team Na'Vi vẫn đang rụng dần dần. Mà rớt, vâng, rớt lên cho Deagle round thi đấu này. Đổi lại được mạng đến từ các thành viên Na'Vi rồi. Tiếp tục thì Exit đang đẩy lên, cùng với đó là vị trí của Nắc nữa. 3v3 vẫn còn cơ hội dành cho các thành viên bên phía Team Shark. Vâng, rớt trong round thi đấu này đã lên cho mình một khẩu Deagle luôn. Vâng, skill thì cũng không phải là to. Vâng, skill thì cũng là ổn. Nhưng mà quyết định lên Deagle bắn nhau cho nó cục anh em ạ. Bây giờ đi bên phía team Shark. Vâng, là phải chia đội hình các bạn nhìn thấy. 1A, 1 mid, 1B. Na'Vi thì họ sẽ làm gì đây? Vẫn còn một quả lửa đến từ vị trí Electronic. Vâng, Electronic sẽ là người lên bom cho Na'Vi trong round thi đấu này. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở lúc đầu round, Electronic ném một quả smoke phải gọi là rất hay. Vâng, một quả smoke và đến cả anh Stan cũng không hiểu được. Thì các thành viên bên phía team Na'Vi cần gì smoke nữa, cứ rút súng ra bắn nhau thôi. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào khu vực bom sai A. Hiện tại là có vị trí của Nắc và Exit ở đây. Một mạng dành cho Nắc rồi, nhưng khẩu Deagle của Zerd. Vâng, lại là cái tên Captain Zerd.
Bằng rút Deagle ra bắn thì là dễ. Bây giờ thì giáp shot Kelly Style và JNT kết thúc được rớt để đem về round pistol dành cho các thành viên bên phía Team Shark. Vâng, sao mấy ông Navi không bắn nốt luôn đi cho em còn ra xem bóng đá mấy anh ơi. Mấy anh ơi đừng có tấu hài nữa. Bây giờ mà chúng nó kéo lên over thì mới khó chịu này. Chắc là không có OT đâu anh em ạ. Giao đấu mà các thành viên bên phía team Navi chủ động eco rồi. Flamey cùng đó Simple sẽ là người lên Deagle. Trong khi đó thì rớt trong round thi đấu này. Vâng, round lục thì lên Deagle. Round này thì chỉ cầm khẩu Glock mà thôi. Leo Ranky đang có tình huống đẩy ở khu vực A long. Vâng, đang một vị trí kê lại long thì vị trí của rớt. Vâng, các bạn thấy rất khó chịu. Lộ bóng thôi. Cứ nhảy rất khó chịu mà thôi. Chỉ lộ ra một cái bóng nhỏ nhoi và Leo Ranky đang là người kê lại ở đây. Nhưng Leo Ranky vẫn đang rất bình tĩnh. Bây giờ thì bốn thành viên còn lại bên phía team Navi đang muốn đẩy lên trên khu vực A shot rồi. Vâng, rớt đối đầu với Leo, những tình huống rất khó chịu của Captain rớt. Bây giờ thì Leo sẽ phải back về. Nhưng rớt cũng không thể đẩy lên trên khu vực A long được. Các thành viên bên phía team Navi vừa rồi Electronic và Simple đã bị bắn yếu rồi. Chắc hiện tại họ đã đẩy những vị trí rất đẹp ở đây. Nếu như mà họ để thua nữa thì tôi cũng không biết phải nói gì. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Navi vâng đang muốn có tình huống double run boost rồi. Vâng, chuẩn bị run boost cả vị trí của Simple và Electronic. Vâng, hai thanh niên yếu máu và có vẻ sẽ bị bắn rụng luôn thôi. Tiền ở JNT chỉ đổi được một mạng của Simple. Tiếp tục thì exit hạ cũng được rớt thành công, đưa tình huống là 4v3 dành cho các thành viên bên phía team Shark. Vâng, RCF vừa hạ cũng được Flamey rồi nhưng lại là cái tên Electronic. Vâng, double EQ dành cho Electronic với khẩu HP250 trước khi mà anh phải nằm xuống bởi vị trí của Leo và tỷ số sẽ là 3-14. Vâng, với việc đặt được bom này thì Navi trong round thi đấu sau sẽ họ sẽ có đầy đủ tiền để có thể full buy. Vâng, Flamey map thi đấu này đang bắn đến 22 frag. Trong khi đó thì vị trí của Simple. Vâng, Simple không được các đồng đội cho chơi game. Chưa kịp nhìn thấy đâu thì đồng đội đã giết hết rồi. Mới chỉ có 9 mạng mà thôi. Vâng, Navi có vẻ như là họ sẽ không chọn cho mình lên khẩu SG553. Chỉ là 5 khẩu AK47 thôi. Bây giờ thì đang những tình huống chiếm A long nên các thành viên bên phía team Shark. Nhưng Simple vừa rồi đã hạ gục được JNT rồi. Vâng, chả có lửa ra nhưng Simple vẫn còn smoke để dập lửa. Lợi thế hơn người nghiêng về bên phía team Navi và hai quả lửa rất phí phạm của các thành viên City side. Electronic hạ gục được Nack ở trong khu vực City và bây giờ thì exit đổi mạng Edward trước khi phải nằm xuống với Simple và triple kill dành cho Simple rồi. Vâng, vậy là Navi sẽ lên được 15 mà thôi khi mà RCF sẽ bị hạ gục một Flamey trong khu bom side B. Tỷ số sẽ là 15-3. Rồi 12 match point dành cho các thành viên bên phía team Navi. 12 match point. Bây giờ thì Shark sẽ có một round up cuối cùng. Vâng, 3 khẩu lục, 1 khẩu M9, 1 khẩu M4. Khẩu M4 đã rơi rồi, tiếp tục thì rớt có cho mình double kill. Vâng, những tình huống sấy là rất tốt đến từ vị trí của rớt. Giờ thì Shark họ sẽ làm gì đây? Electronic và Simple mỗi người có cho mình thêm một mạng nữa vào đây rồi. Vâng, vậy là tỷ số sẽ là 16-3 dành cho các thành viên bên phía team Navi. Vâng, vậy là trận thi đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về bên phía Navi rồi. Vâng, một trận đấu rất dễ thở dành cho bên phía team Navi mà thôi. Và bây giờ thì hẹn gặp lại anh em, mình sẽ đi ra ngoài xem bóng đá luôn. Vâng, goodbye. Vâng, và xin chia buồn với Carter Bomman khi mà anh sẽ phải vào đây cắt trận giữa Astralis và Liquid. Vâng, trận thi đấu tiếp theo của bên phía Streamer sẽ là trận thi đấu giữa Astralis và Liquid thì phải. Đúng không nhở? Hay là lại làm của mình? Không sao cả. Rồi, goodbye anh em.